Bộ Thương mại Trung Quốc đã nộp đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để phản đối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã có hành động pháp lý theo đúng khuôn khổ của WTO. Việc Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO là động thái cần thiết để giải quyết quan ngại và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Tháng 10 vừa qua, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các công nghệ sản xuất chip và một số loại chip được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ. Biện pháp này đã khiến nhiều ngành công nghiệp Trung Quốc gặp khó. Trung Quốc đang nỗ lực để tự chủ trong công nghệ sản xuất chip. Đây là một vấn đề khá khó khăn. Hiện Hà Lan và Nhật Bản đã đồng ý trên nguyên tắc cùng Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu các máy móc sản xuất chip sang Trung Quốc. Tại hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine ngày 13 tháng 12 tại Paris, Pháp, đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá, trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine. Theo Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna, số tiền mà các nước và tổ chức quốc tế cam kết vượt xa đề nghị 800 triệu euro mà chính quyền Kiev đưa ra ban đầu. Trong đó, khoảng 415 triệu euro sẽ được sử dụng để phục hồi hệ thống năng lượng, 25 triệu để sửa chữa mạng lưới cấp nước, 38 triệu cho lương thực thực phẩm, 17 triệu dành cho hệ thống y tế, 22 triệu sửa chữa hạ tầng giao thông, gần 500 triệu còn lại phục vụ cho các mục đích khác. Một số nước châu Âu cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine. Pháp cho biết sẽ viện trợ bổ sung 76,5 triệu euro, Đức sẽ chuyển giao 50 triệu euro cho Kiev trước tháng 4 năm 2023. Liên minh châu Âu EU sẽ cấp 30 triệu bóng đèn LED cho Ukraine với ngân sách do các nước thành viên đóng góp. 11 năm sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản đang nỗ lực vượt qua những thách thức do nước thải nhiễm phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời chuẩn bị xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển vào năm tới. Kể từ thảm họa động đất sóng thần Tohoku vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản đã ngừng hoạt động và khử nhiễm nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dự kiến sẽ mất từ 30 đến 40 năm. Hiện nay, nhà máy phải khẩn trương rút cạn các bể chứa nước. Nước thải phóng xạ được xử lý trong ALPS, một thiết bị được thiết kế đặc biệt cho nhà máy Fukushima, có thể loại bỏ gần như tất cả các chất phóng xạ. Sau khi được xử lý, nước thải được chứa trong hàng nghìn bể chứa. Tuy nhiên, các bồn chứa này đã đạt đến công suất tối đa. Năm 2023, Nhật Bản sẽ xả nước thải đã qua xử lý ra biển. Liên minh châu Âu EU sẽ trao tư cách ứng cử viên chính thức cho Bosnia và Herzegovina theo một quyết định ở cấp bộ trưởng của khối này. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cho Bosnia và Herzegovina, nước Cộng hòa Nam Tư cũ, trở thành ứng cử viên trong cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ hôm 13 tháng 12. Hội đồng Liên minh châu Âu mô tả quyết định này là một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của mình đối với việc mở rộng tư cách ứng cử viên gia nhập EU. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU nói với giới truyền thông rằng động thái này vẫn chưa được các quốc gia EU chính thức phê chuẩn. Việc phê chuẩn chính thức dự kiến sẽ được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới vào ngày 15 tháng 12. Tổng giá trị thương mại toàn cầu năm 2022 ước đạt 32.000 tỷ đô la Mỹ, nhưng lạm phát cao đã xóa đi những thành tựu đạt được trong vài tháng gần đây. Đây là số liệu do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển công bố. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu trong năm 2022 dự kiến lần lượt ước đạt 25.000 tỷ đô la Mỹ và 7.000 tỷ đô la Mỹ. Đà suy giảm đã bắt đầu từ quý 3 năm 2022, với giá trị hàng hóa trao đổi giảm 1% so với giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5. Giao dịch thương mại tại các nền kinh tế châu Á tăng trưởng tốt, nhưng đà suy yếu đã xuất hiện trong quý 3 năm 2022 tại khu vực Nam Bán Cầu. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển nhận định, về tổng thể, rạn nứt địa chính trị cùng với lạm phát kéo dài, cầu tiêu thụ toàn cầu giảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại thế giới trong năm 2023.